Xin chào quý khán giả đang xem chương trình chia sẻ cách cắm hoa dân Phật. Hôm nay chúng tôi chuẩn bị 5 bông hoa hồng, 2 bông hoa happy, lá vàng bạc, lá ngâu, lá thiết mộc lan, lá vàng thiên thanh, 3 lá dừa và 1 cuộn dây nhựa trắng. Bước đầu tiên, chúng ta chuẩn bị bỏ xốp vào trong bình cắm hoa. Và đây là 3 lá dừa đã được cắt sẵn. Bây giờ chúng ta sẽ tạo dáng cho bình hoa. Bây giờ là đến lá tiết mộc lan. Mình vuốt cho nó có cái độ nhọn như thế này nó mới đẹp. Nó sẽ như thế này. Bây giờ mình lựa cái hoa hồng nhỏ nhất nha. Trong 5 cái hoa, cái nào nhỏ nhất mà cao nhất mình sẽ để lên trên nhất, cây cao nhất. Dai nhiều quá. Mình phải đo trước khi mình cắm vào, mình phải đo thử nó đến đâu.
Và phải thật là cho nó ngon. Nó ngon rồi thì che cái sốt lại. Cảm ơn quý vị đã đón xem. Nhớ nhấn like và bấm chuông đăng ký kênh để không